Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Gindu. Mình sẽ đi support lên cho nó cái nhân phong thần nha các bạn. Bên kia có Quillen mà, người ta gọi là có Quillen là auto win. Vâng, trận này thì khả năng thua rất là cao luôn. Nó cướp hả? Ai cướp? Đứa nào cướp? Bước vào đây, đấm cho lòi phèo ra chứ. Hôm nay thì mình sẽ chơi về vị tướng Gindu. Đặc biệt thì mình sẽ lên cho nó gọi là chỉ lên nhân phong thần thôi nhá. Còn đâu thì mình sẽ lên cho nó mát phép luôn. Oanh thế với máu. Mình sẽ bắn một phát mà tét mông nó này. Búm. Vâng, một cú gọi là thả chiêu 2 Kametoko quá đẹp mắt. Chúng ba con lính luôn. Gây gớm vãi cả lều ra anh em ạ. Wow. Ý sao con bù đó chạy ra chạy vào. ADT mình bạn ấy lại mạnh mẽ và đẹp đẽ quá trời luôn. Tính làm cái gì vậy em? Hả? Muốn làm gì? Băng. Búm à. Quá ghê luôn. Ghê quá ghê luôn. Thật là đáng sợ quá trời luôn. Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Mọi người xem mình bắn này. Băng. Hãy xem tới đây. Ui giời, chạy đi đâu? Bùm. Trời ơi đẹp. Đẹp như trong mơ luôn. Đây, nó nhảy một đường, mình bắn chặn đầu nó, đảm bảo lúng đầu luôn. Ghê gớm chưa, ghê gớm chưa. Làm cướp bùa đỏ đúng không? Ai cướp bùa đỏ? Đã có, anh Hảo đây. Ôi giời ơi, nói thế thôi mà cuối cùng tên bên kia nó chả dám cướp luôn anh ạ. Bắn vào bông nè. Ơ, ôi tên bên kia sao đánh kiểu gì vì gì vậy? Đánh cái kiểu gì kỳ vậy? Oh my god. Các bạn đâu hết rồi? Ôi trời ơi, vỡ mồm. Hàng hóa đâu hết rồi? Wow. Kinh nhỏ, kinh nhỏ. Kinh thế nhỏ. Trốn đâu hết rồi? Này, support các bạn là ai ta? Ủa? Thế nãy giờ chỉ có mỗi một mình Salim Musin thôi à? Ơ? Nãy giờ mình cũng chả để ý nữa. Sao tên bên kia nó lại không có ai support nhở? Vô lý quá trời luôn. Vâng, một pha lao vào của vị tướng Murat. Hay quá trời hay luôn. Phong rất đẹp mắt đến từ vị trí của Salim. Như vậy là vị tướng Illumia các bạn đã lao về rồi. Mình sẽ cố lên truy sát Salim tới cùng. Băng! Búng! Mày không chết đúng không? Ghê gớm lắm, không phải dạng vừa đâu nha. Hơi bị gớm mặt đấy. Tên bên kia hơi bị gớm mặt đấy. Slim nó biết mình sẽ lao lên. Anh ấy đã kịp gọi là ba chân bốn cẳng chạy về nhà mất rồi. Oh, Krina tới. Trời ơi, nó hâm diêm em kìa mấy anh ơi. Cứu em với, cứu em với. À, phong chúng ơi, có cấp cứu ở đây. Tôi sợ quá, đậu xanh cái ông Murat kìa. Ông chơi mà ông chơi bỏ tôi vậy hả? Ông lao lên cho ông đứng lại một tí thôi. Chứ ông ở đó luôn đi. Ông biến về làm cái gì? Thì là cô ông nàng xém nữa để em teo rồi. Cũng may đấy, cũng may là mình có gọi là sức mạnh vô địch thiên hạ. Ôi trời ơi, ông Quillen, ông Tulen, ông còn bắn lính mới chịu cơ. Thế đấy khổ đời em cơ chứ. Ôi trời ơi, em bị về cái mà không cho à. Cứ đứng đây biến về đấy. Rồi tên bạn làm sao? Tên bạn làm sao? Các bạn muốn như thế nào? Ôi đừng ai sờ mông em nhá. Sờ mông em sờ quéo con cua luôn đấy. Trời ơi, mọi người nhìn xem. Bây giờ mới phát hiện ra tên bạn ba trừng trị. Vâng, một cái chiến thuật ba trừng trị. Hiện tại cái này của mình đang rank kim cương nha. Rank kim cương chơi chiến thuật ba trừng trị. Gắt quá trời gắt luôn, không có support luôn. Elsu đi rừng, Grinat đi rừng và Quillen cũng đi rừng luôn. Trời ơi, đợt này hơi bị gớm mặt đấy. À, bây giờ mình mới nhớ ra lúc đầu Tulen nó lại kêu nó cướp. Thì ra là bên kia nó có ba cái trừng trị, ba người đi rừng. Sợ thêm bên bạn nó qua nó cướp. Trời ơi, bây giờ mình mới nhớ ra cái câu nói của bạn Tulen hồi đầu. Ok, mình hiểu mà. Đừng lo, đừng sợ. Đừng sợ gì hết trơn ý. Đã có anh Hảo ở đây rồi nha. Ấy trời ơi, anh sẽ bảo kê cho. Bắn vào mông thỏ nè. Thỏ bị dính cuông cua rồi. Đâu rồi thỏ đâu rồi? Wow, éo xù à. Éo xù mà cầm chừng chỉ tính đi rừng á. Thế lại gắt thế nhờ. Cái này người ta gọi là chiến thuật bá đạo đây này. Chiến thuật ba rừng này. Gắt quá. Ui giời ơi, sợ lắm luôn ý. Người ta gọi là chiến thuật mới anh em ạ. Để xem chiến thuật này có đối đầu với cả tem mình. Tem mình thì vẫn chiến thuật bình thường. AD support như thường. Làm gì có cái chiến thuật nào là ba rừng đâu. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Mày bước vào đây, mày bước vào đây. Ôi trời ơi, AD đâu, tôi lên đâu, vào đây hả? Sẩn bẻ hàng ngon thế này luôn mà mấy anh với chị trả thêm vào. Wow, thì ra là ăn cái trụ à. Bùa xanh ngon thế không ăn. Sao lại kỳ cục thế nhờ. Vô lý quá trời luôn. Đâu rồi? Ê, Salim Musin. Salim Musin, anh đến với em đây. Em đâu rồi? Em đi đâu về đâu bây giờ? Hãy xem Salim bắn. Chiu. Bắn bùm chiếu luôn. Thế mà cũng cùng nó chả ăn thua. Đấy, choáng thì vẫn choáng nhưng mà chạy thì vẫn cứ chạy. Wow, Salim đang bị Murat thông. Thông rồi. Vâng, một cú chém gió. KS thần trưởng. Quá đẹp rồi. Tulen cũng nhanh tay lẹ mắt lắm. Nhưng mà mắt của mình còn nhanh hơn. Tay của mình còn lẹ hơn bạn nữa cơ. Wow, Elsu kìa. Elsu tình ái đúng không? Nghe nói đẹp trai khoai bự đúng không? Wow. Illumia cũng gắt nữa. Trời ơi, ba trừng trị. Ba trừng trị nè. Đập cho chiến thuật ba trừng trị nó tét rúng luôn chứ. Ở đây mà xấu xảo hả? Wow, quá
dữ rồi. Bùm. Ôi cứu tớ, cứu tớ. Ôi ôi cứu tớ. Ôi 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 chết 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 tôi, chết tôi. Này thì xảo xảo này. Ôi trời ơi, lại thơm. Ôi lại thơm. Xếp chết đó. Trời ơi, cây con nhà bà cứu chưa? Lại bảo không cay đi. Lưu kia lên nhá. Tính ăn người ta á, thấy người ta máu ít mà đòi ăn á, dễ gì ăn được của ngoại. Cấp cứu người ta còn đầy đây này, người ta còn chả sợ ở đâu nhá. Mấy anh mấy chị đừng có mà hổ báo cáo trơn bay vào em nhá. Chết luôn đấy. Từ. Và đó phát chết ghê quá mọi người ạ. Người ta gọi là ăn may ấy. Úi giời ơi, bùi xanh. Salim Muhsin. Vâng, anh ấy đang phòng có mùa xanh. Mình sẽ rửa cho hai băng. Ôi trời ơi, má ơi, lại nước rồi. Ui ôi, cái được rồi kìa. Em xin. Ê. Trời ơi, đã quá trời luôn. Cái được con mùi xanh quá phê rồi mấy anh ơi. Phê quá rồi, cho hả? Ôi trời, cảm ơn nha, mơn nha. Mình xin thì cho đúng không? Cho hay là chó vậy? Cho đúng không? Cho thì mơn. Cảm ơn nha. Ôi trời, lại ngon. Đấy, nó bị mình cãi, nó còn đặt cho đồ xảo xảo à, yêu à, ôi giời, thích quá. Mơn cho yêu à, à đâu, cho mơn yêu à, xin cho mơn yêu à, ôi giời ơi, thích nhở, khoái không, khoái lắm. Thôi, hi một cái thôi được rồi, đây, không biết nên chắc cho gì bây giờ, cho nó gọi là tâm lý này cơ chứ. Đó, bây giờ mình sẽ lên cho nó cái chuyện bùng nổ nha. Bắn nè, bắn, ụp chiu, quá ghê, bắn quá đáng sợ rồi. Cho một sao đó hả, không thèm nha, tuyên bố luôn không thèm đấy. Tôi không lấy đấy, rồi làm gì nhau, giờ không lấy đấy, cho một sao, điếu lấy luôn. À, bây giờ bạn muốn sao, áo bạn gì, bày đặc thua đến đít rồi, bày đặc chơi chiến thuật rồi ba rừng, thua loài mồm ra, bày đặc xấu xảo cho một sao hả, không lấy đó, rồi sao, giờ mình không lấy đó, cho không lấy luôn. Các bạn có lấy không, không lấy là không lấy. Bây giờ là mình phải tự lực cánh sinh chứ không cần người ta cho nhá. Người ta đánh hay người ta sẽ lên được thôi mà. Lấy được một sao đơn giản như đang dở thôi mà. Bạn đã thua loài mồm ra, bạn đã bị đặt cho. Làm như cao quý lắm, thật là đểu. Khốn nạn à. Cho mà không lấy, bắt phải lấy hả? Người ta bảo không lấy mà, cấp cứu cho bạn nè. Quay lên tôi, tôi sẽ giúp bạn đây. Oh my god, ôi trời ơi, lại bảo quy lên chả cay đi. Các bạn nói quy lên không cay hộ mình cái. Ui giời ơi, nó lại cay lòi mắt ra chứ nhá. Ôi. Hồi nãy thì xém nó ăn được mình, bây giờ thì xém nó ăn được AD. Tôi không cho là không cho nhá. Cay chưa? Thế không ăn. Thế không ăn được. Trời ơi, nó cay lòi mồm ra. Các bạn thấy quy lên này bên kia thế nào? Ức chế không? Trời ơi mẹ nó, tôi như vậy tôi đập điện thoại luôn đấy chứ. Ui, hồi nãy nó đã cay rồi, bây giờ nó còn cay hơn nữa. Tem óc chó quá hả? Ui trời ơi, nó lại chửi nhau à? Lại chửi tem. Có ai óc chó đâu, óc người hết đấy. Mày thích phá game à? Đúng rồi. Không phải đâu, tem bạn chơi chiến thuật ba chừng trị. Cuối cùng chiến thuật nó không gọi là thành công. Bây giờ các bạn nó lại thế. Đó, buồn như con chuồn chuồn luôn. Hồi nãy giờ mà đè tem người ta 14-2 là thấy méo nào cũng ngon đấy chứ nhờ. Bề đặc bây giờ xảo xảo thua, bắt đầu kêu chửi nhau phá game. Chiến thuật thì nói chiến thuật đi. Trời sao mà gánh nổi, cho tiền không gánh nổi chứ. Gánh làm sao nổi được bây giờ. Giờ em muốn thắng quá đây này. Ui trời ơi. Đây các bạn thấy không, anh Quillen anh cay cú quá anh em ạ. Ui cái pha đó, hai pha nhờ. Đúng hai pha còn một chấm máu đánh thường bắt chết. Quillen không làm ăn gì được. Ui trời ơi, buồn cười vãi chưởng anh em ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Thì hiện tại bây giờ mình đang gọi là úp clip vào cái khung giờ là 11 giờ trưa và tầm 3-4 giờ chiều và 8 giờ đến 9 giờ tối. Không biết thì mọi người thấy khung giờ đó có hợp lý không? Theo như mình nghĩ bây giờ là các bạn có nghĩ rằng cái khung giờ đó là hợp lý không? Có thể comment cho em biết khung giờ. Một ngày mình úp 3 clip thôi nha. Các bạn cho mình một comment đó là thử nghĩ coi là úp giờ nào cho hợp lý nhá. Đấy thì hiện tại bây giờ mình đang úp buổi trưa này. Không, bây giờ mình đang có ý định khác, có nghĩa là mình úp video lúc vào 7 giờ sáng và 12 giờ trưa và 8 giờ tối. Đó là ba cái khung giờ mình đang dự tính thôi. Còn đó là nếu mà các bạn thích thì hợp lý thì các bạn có thể chat cho mình biết một câu. Đấy, mình sẽ làm theo số đông mà. Đó.
Còn nếu nếu các bạn thấy như vậy không hợp lý mà úp như bây giờ thì cứ 11 giờ trưa này, 3 đến 4 giờ chiều một cái này, 8 đến 9 giờ tối một cái này. Đó thì các bạn có thể chat cho mình biết được khung giờ mà mình có thể hoạt động được. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình luôn mong muốn là các bạn hỗ trợ mình trong cái vấn đề đấy, để cho khung giờ nào cho các bạn xem cho nó hợp lý. Mình sẽ cố gắng úp đúng thời gian. Đấy, một ngày 3 clip trên kênh Anh Hảo. Và mình sẽ úp thêm trên cái kênh Anh Hảo Live nữa nha các bạn. Có nghĩa kênh Anh Hảo Live là mình sẽ úp những clip thua. Ok chưa? Các bạn có gắt không? Gắt không? Quá gắt luôn đấy. Úp những clip thua trên kênh Anh Hảo Live cho các bạn xem cho xã mắt luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nếu mà thích gọi là xem những clip thua lòi mắt, lòi mồm ra, không gánh nổi tem, thì các bạn có thể qua kênh Anh Hảo Live đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên để xem những clip gọi là cực kỳ gọi là bá đạo của mình.